Kính chào toàn thể quý khán giả. Cuối tuần vừa qua, một bộ phim có số bán vé trung bình tại một rạp hát nhiều nhất toàn quốc Hoa Kỳ là một cuốn phim nói về cuộc chiến Việt Nam. Cuốn phim mang tên Ride the Thunder của tác giả cũng như là nhà sản xuất chính, ông Richard Botkin. Phim này do đạo diễn Fred Koster thực hiện và cuốn phim đang được trình chiếu tại rạp hát Regency Theater. Số địa chỉ là 6721 đường Westminster, thành phố Westminster. Cuốn phim Ride the Thunder được chiếu 10 suất một ngày và sẽ kết thúc vào ngày 2 tháng 4 năm 2015. Và nhóm thực hiện cũng như là chúng tôi hy vọng rằng cuốn phim sẽ được chiếu toàn quốc Hoa Kỳ nhờ vào sự giúp đỡ của quý vị. Nếu quý vị tiếp tục đi xem phim này tại rạp hát Regency Theater. Nhưng hiện nay trong phòng thu hình của Vietface TV, Thanh Thảo hân hạnh giới thiệu đến quý vị ba nhân vật đóng trong cuốn phim này. Ba tài tử thì đúng hơn, chúng tôi thiếu ba tài tử khác. Nhưng chúng ta sẽ nói chuyện với ba tài tử này để quý vị biết thêm về nội dung của cuốn phim cũng như lý do họ chọn cộng tác trong thực hiện bộ phim này. Mời quý vị cùng theo dõi phần nói chuyện của chúng tôi. Trước mặt Thanh Thảo thưa quý vị, là tài tử Eric St. John, người đóng vai đại tá Ripley, là nhân vật chính của cuốn phim này. Bên cạnh ông Eric là cô Lynn Trần, cô đóng vai Cẩm, là người vợ của Trung tá Lê Bá Bình, là một trong những người hùng trong chiến cuộc Việt Nam. Và bên cạnh cô Lynn là anh Steve Nguyễn, anh đóng vai một thầy giáo phải đi tù cải tạo sau khi Sài Gòn thất thủ. Chắc chắn câu chuyện với ba vị này rất là thích thú. Nhưng chúng tôi xin bắt đầu câu chuyện với tài tử chính, ông Eric St. John. Eric, it's my privilege to have met you and talk to you. Oh, thank you. Thank you for having me today. I'd like to ask you, of course you are a veteran actor. When you decide you take part in this movie and when the director agreed that you play the main character, was it difficult for you to find out what happens with the character so that you can portray him perfectly in your imagination? Right. Yeah. Well, first of all, it was a tremendous honor to be playing this role. This is a great man, a true American war hero. So it's a tremendous honor for me to play him. And to answer your question about the preparation for the role, the book, Ride the Thunder, which is right here on the table by Richard Botkin, it's a tremendously well-written book. And that's the source material that I use to sort of research Ripley and to learn about him, and all the details are right there in the book. So that's what I use to get my inspiration and also to base my character on. Did you get help from other people, like the co-producers, Yu Qing, Alan Ford, Guiwen Li, Joseph Hill, beside the director, Fred Koster? Yes, absolutely. Tremendous help from all of them, everybody you just listed. As far as playing the role of Ripley, Joseph Hugh plays Major Binn, who is Ripley's, you know, very good friend, and they work together and have this wonderful relationship. So in Joseph Hugh, he's a great man, and when I met him, I knew instantly that this is somebody that I could see as being a lifelong friend, and I saw that in Joseph. So it was easy for me to sort of get into that mindset of the character as John Ripley and Major Binn were also very, very close. You look really, you're good looking and you look like Wolverine to me. Wolverine, okay. I saw a little trailer in the film, I saw you being pretty skinny and pretty heartened. Did you have to physically, go on a special diet or do things so that you can portray the character? Right. So yes, as an actor, you're working with different elements, and one of them is the physical. And so in the book I read, one of the excerpts is when Ripley went on leave. He went on leave to Hawaii with his wife. And in the book, it's his wife saying how when she saw him after he had come back from Vietnam, he had lost a lot of weight. And he was hardened, and he was sort of very wiry and hardened. And so I thought, based on that, and I also looked online and saw some pictures of him when he was in Vietnam. And sure enough, he was very lean, looked very strong, and hardened.
In the book, it talks about them staying up, not eating or sleeping for days on end and fighting. So I took all that into account, and I thought that I had better, you know, get that physicality. So I did. I had a special diet, and I lost the weight for the part. And that, along with the haircut and things, also add to it. So you play with a lot of Vietnamese-American actors and actresses in the movie. Did you find any problem trying to work together so that you can portray the story to the best of the director's wish? Yes, no, quite the opposite. To the contrary, they were wonderful to work with. Everybody, you know, Steve, Lynn, everybody was just such a delight to work with. How about the bad guy? Even the bad guy, yes. Roy played, you know, our lead communist, and yes. And also Alan. He was also an actor and a Wonderful. Communist, and they both did a terrific job, and they're great people, and it made the job of the actor easier. You know, when you have you know, the real people, authentic, you know, genuine human beings that you're acting with. Và thưa quý vị, giống như là tài tử Eric St. John đã nói, trong phòng thu hình của chúng tôi hiện nay thiếu ba tài tử người Mỹ gốc Việt cũng đóng trong phim này. Họ bận cho nên không hiện diện ở đây được. Đó là Joseph Hiếu, người đóng vai nhân vật Lê Bá Bình. Kế đến là Pierre Cường Nguyễn và Roy Trần. Ba người đó không hiện diện tại đây, nhưng quý vị chắc chắn sẽ thấy họ trong cuốn phim Ride the Thunder nếu quý vị đến xem phim tại rạp hát Regency Theatre. Trở lại với chương trình, Lên, khi mà em đến đóng thử phim và biết là mình được chọn đóng vai vợ của nhân vật Lê Bá Bình, em cho biết cảm xúc của em. Lúc đó em rất là excited, rất là vui. Cái hôm cô Kiều Trinh gọi tới nói là em được chọn, rất là mừng mà không có nghĩ là đó là mình nữa. Nên em nói với ông xã, với gia đình, có chết đứng dậy cũng không biết mình đã nằm trong phim này. Rất là sai đó. Nhưng mà sau khi mà gọi là vừa vui mà vừa chắc cũng phải lo chứ hả? Yeah. Làm sao để mình đóng cho được cái nhân vật này, bởi vì đây là một nhân vật cũng phải nói là được ghi vào lịch sử là Cẩm, đúng không? Vợ của Trung tá Lê Bá Bình. Lê Bá Bình, dạ. Yeah. Và cái hình như cái nhân vật này là người vợ phải chờ đợi chồng đi tù, có đúng yeah, không? Dạ thưa đúng chị. Yeah. Thì làm sao mà Linh chắc chưa có qua cái hoàn cảnh chờ đợi chồng như yeah. vậy, làm sao để mình làm đóng cho đúng vai nhân vật? Dạ yeah, thưa chị, lúc đó là Linh miền Nam thất thủ. Lúc đó năm 75 và sau đó thì Linh khoảng có 5-6 tuổi thôi. Nhưng là vì mình hân hạnh là người phụ nữ Việt Nam, ít nhiều thì mình cũng được nghe được ông bà kể. Mà cái người mà ảnh hưởng nhiều nhất đối với Linh trong cái phim này đó là bà mẹ chồng, bà má chồng. Vì bà ta đã trải qua đi thăm bố như thế nào, rồi những lúc nghe má kể khổ cực gian nan, rồi cuộc sống của bà rất nghiệt ngã, thì nên mình là cô bà ta, nên là mình đóng rất là tức là nhờ cũng biết được nhờ, trong gia đình yeah. có người thì nó biết được câu chuyện yeah. và đóng nó xác thực hơn yes. Nhưng mà những cái đoạn chẳng hạn như là vợ gặp lại chồng, hoặc là những cái cảnh đó thực sự người ta nói là phải học trong trường diễn xuất, rồi phải có khả năng khiếu. Thì Thanh Thảo nhìn thấy những đoạn chiếu thử thì thấy hình như là Linh không có đi học mà có năng khiếu rõ ràng. hay là Linh phải nhờ ai giúp đỡ? Dạ, cái lúc mà em vừa tới Hawaii đó, thì sáng hôm đó ra phim trường set up, thì lúc đó em hỏi Fred Costner là đạo diễn đó, là của cái kịch bản của tôi đâu, thì ông nói là không có, vô mới cần. Xong rồi cô Kiều Trinh tới cố vấn với Linh là cảnh của em là em nói như vậy, rồi ông chồng Lê Bá Bình là học tập ra như thế nào, thì người ta chỉ cho Linh biết step by step. Rồi tự nhiên mình nghĩ mình là người vợ đã không nhìn thấy chồng trong bao chừng năm đó, mình nghĩ là khi đã chết rồi thì bây giờ mình dẫn con tới, tự nhiên cái cảm xúc lúc đó nó rất là thật trong mình, tự nhiên cái đèn ảnh chiếu là tự mình khóc được tự nhiên thôi. Rồi cái sự giúp đỡ chẳng hạn như cô Kiều Trinh giúp cho Linh dạ. cái sự giúp đỡ đó nó đối với cái thành công của cái vai nhân vật này rất là nhiều, rất là nhiều dạ, rất là nhiều, vì Linh nghĩ là cô đã trải qua rồi, lúc bây giờ mình cứ nghĩ mình là người vợ, bây giờ mình tới mình gặp chồng rồi, tự nhiên với lại một cái mặc cái áo bà ba, cái tự nhiên mình nghĩ là mình là người bà mẹ của thời đó, mình là người vợ của thời đó. Tức là không phải chỉ có Linh đóng vai cô Cẩm, vợ của ông
Trung tá Bình, mà là một người phụ nữ Việt Nam trong cái chiến cuộc đó. Yes. Uh-huh. Một người vợ tiêu biểu. Một người mẹ tiêu biểu để mà đi thăm chồng, đi... Khi mà xem lại cuốn phim thì nhìn thấy cái sự phản ứng là người ta nhiệt liệt hưởng ứng của khán giả, Linh cảm thấy như thế nào so với cái ngày mà mình đi đóng thử rồi được chọn? Thật sự em coi phim xong đó thì trong cái ngày premiere Friday, sau đó rồi bạn bè coi phim, rồi ngày thứ bảy với như là chủ nhật ngày hôm qua đó, mình cũng đón thử những người gia đình, những người bạn bè và những người khán giả, người ta coi phim thì người ta để như thế nào, người ta thì thật sự Linh rất là xúc động khi mà biết được á, có những người, có nhiều người người ta đi coi phim xong thì chồng á, lại về nhà ôm bà xã là vì thấy cái cảnh và con của họ, chính của họ đó, gia đình của Linh coi hoặc là bạn bè kể lại là thấy coi phim xong về nhà là con ôm mẹ, rồi chồng lại ôm bà vợ là vì cảm ơn, là nhớ lại những cái ngày tháng mà người mẹ, người vợ đã khổ cực gian nan. Nên tự nhiên mình nghe tới đó cái mình thích, mình nghĩ là well, at least là mình làm được something. Mình nói lên the truth. Yes. Mình nói được sự thật. Tức là những cái ông chồng đi tù cải tạo về nhiều khi không nhìn thấy cảnh khổ của vợ. Yes. Cho nên đây là cái nhân vật của Linh trong cái phim này đã cho người ta nhìn thấy cái mặt bên kia của cái phương trình, cái vế bên kia của phương trình là người chồng chỉ nghĩ là vợ mình ở nhà nhưng mà không có biết họ cơ cực cỡ nào. Không biết họ chung thủy và họ phải là phấn đấu với tất cả những thử thách và những cái sự nghiệt ngã của cuộc đời như thế nào. Rồi khi em nghĩ là đạo diễn để cái đoạn phim của em là almost at the last of the movie. Yes. So khi mà người ta ra về đó thì người ta khóc, người ta chỉ có nhớ cái đoạn khúc của Linh thôi. So it's really impressive. Rất là tốt. Thanh Thảo rất mừng cho Linh và cũng cảm ơn Linh đã nói lên được sự thật cho các bà mẹ, các bà người vợ trong thời chiến Việt Nam để cho những người chồng họ nhớ lại và họ ôn lại kỷ niệm để họ biết ơn người và bày tỏ sự biết ơn nhiều hơn. Yes. Sang qua anh Steve. Thưa anh Steve, Thanh Thảo cũng biết là anh chưa bao giờ đóng phim, đây là lần đầu anh góp mặt trong một cuốn phim lớn. Đúng Thảo, đây là lần đầu. Nhưng mà anh, tại sao anh được chọn và anh đi, khi mà anh đi đóng thử, anh có nghĩ là mình sẽ được chọn hay không? Hôm đó tôi rảnh rồi lên Facebook chơi gặp người bạn để cái mẫu quảng cáo là đang tuyển chọn người đóng phim. Hôm đó rảnh nên đến và trình bày bản thân rồi bề trên phù hộ hay sao tôi được gọi lại. Tôi được gọi lại lần thứ nhì và lần thứ ba. Sau đó thì họ nói với tôi là đi Hawaii để đóng cuốn phim. Rồi here I am. Cái vai của anh chỉ như trong phim là một người thầy giáo mà phải đi học tập cải tạo sau khi miền Nam thất thủ. Thưa Thảo, đúng như vậy. Nhưng mà anh không phải, anh chưa bao giờ là thầy giáo, làm sao anh đóng được đúng? Thưa Thảo, trong vai trong phim Ride the Thunder, cưỡi ngọn sấm, phim rất hay. Tôi thủ một vai là nhà nho, nhà giáo, nhưng mà điều tốt là tôi được chọn tên của nhân vật là thiếu úy Nguyễn Ngọc Đông. Người anh ruột của tôi mất trong trận chiến Việt Nam. Về câu hỏi của Thảo, làm sao mà nhập vai? Tôi cũng không biết nữa, tự nhiên tôi làm thôi. Nhưng mà chắc chắn là ông Fred Coster phải giúp đỡ, hoặc là phải có ý, hoặc là cô Kiều Trinh, hoặc là Alan Ford, những người mà đồng sản xuất, Quý Văn Lý, ngay cả Joseph Hiếu đóng vai Trung tá Lê Bá Bình nữa, chắc là những người đó cũng góp ý cho anh, có phải không ạ? Thưa Thảo rất đúng, anh nhất là anh Lý Văn Quý. Anh nói với tôi là hãy hành động như vậy, đọc những lời như vậy. Và tôi sáng kiến thêm vài điều để mà làm cho phim nó sống động hơn. Chẳng hạn như sáng kiến như thế nào? Giống như những cái lúc mà nó quá xúc động thì tôi nói là mình phải biểu tượng khuôn mặt mình sao? Đúng rồi. Giống như một người đang bị xúc động mạnh. Đúng rồi. Bằng cách là tôi rung môi. Ok. Đã Hồ Chí Minh như vậy đó. Đó, vậy đó. Hoặc là tức là anh cũng nhớ lại cái thời người anh của anh đi lính về, chắc anh cũng có một chút kỷ niệm và một chút coi như là những điều mà anh nhớ về người anh của anh cũng giúp cho anh có thể đóng được vai của ông, có đúng không? Thưa Thảo rất là đúng, vì năm đó năm 1974 tôi được 7 tuổi. Vì là trai trưởng nên tôi là người cầm bát nhang đi đầu đám.
7 tuổi Thảo biết mà là lớp 2. Nhưng mà ở cái tuổi quá sớm như vậy trong cuộc sống mà mình chứng kiến những cái chuyện quá lớn như vậy, cái nó shape mình cả đời luôn. Đúng rồi. Và cũng như anh nói là anh rất may mắn được đóng vai chính nhân vật thật là người anh ruột của anh, cho nên nó cũng càng làm cho mình cảm thấy hãnh diện hơn và mình muốn đóng cho đến nơi đến chốn hơn, đúng không? Thảo nói rất đúng thưa quý vị. Vâng, và chúc mừng anh đã được chọn vào phim này và anh đã đóng thành công trong phim. Thanh Thảo cũng nghe người ngoài khen bộ phim rất nhiều. Và một lần nữa, nếu như quý vị chưa đi xem phim Ride the Thunder, xin quý vị đến ngay rạp Regency Theatre, địa chỉ là 6721 đường Westminster, thành phố Westminster. Hiện nay rạp này chiếu phim Ride the Thunder với mỗi ngày 10 suất. Và như là chúng tôi được biết là cuối tuần vừa qua, rạp này, cuốn phim này có số vé bán nhiều nhất tại một rạp so với toàn quốc Hoa Kỳ. Sự góp tay của quý vị để tiếp tục xem phim này và đưa phim này trở thành một bộ phim chiếu toàn quốc Hoa Kỳ tại các rạp rộng rãi khắp nơi sẽ là một niềm an ủi lớn lao cho ban tổ chức. Và chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi phần phỏng vấn này. Mời quý vị tiếp tục theo dõi phần phỏng vấn của những người khác cũng góp phần trong cuốn phim Ride the Thunder. Anh xin Thảo một giây nữa thôi. Trước khi show hết, tôi xin nói với quý đồng hương, quý khách là phim Ride the Thunder, Cưỡi Ngọn Sấm là một phim hay vô cùng. Nó làm cho chúng ta sống lại lịch sử. Và hãy nên xem cuốn phim này để mà nó được trình chiếu toàn Hoa Kỳ. Và tôi muốn nói với quý vị, quý đồng hương lời cuối cùng là vậy. Sự hiện diện của quý vị, quý đồng hương là niềm hãnh diện của chúng tôi. Thay mặt toàn thể anh chị em trong cuốn phim này, tôi ngỏ lời cảm ơn từ đáy lòng. Cảm ơn quý vị.